Ngang ngố là cụm từ mà nhiều anh em Việt Nam chúng ta hay dùng để gọi những người đồng chí từ nước Nga xa xôi. Phải nhấn mạnh ở đây là không hề có một chút nào hàm ý kỳ thị hay đánh giá thấp người dân Nga. Chỉ đơn giản, hình tượng về một ngày bình thường ở Nga, nơi những người đàn ông đầy nam tính, tay cầm vodka, mồm Sika Pliat trong khi chơi đùa với gấu, hoặc là một hành động tưởng chừng ngốc nghếch nào đó đã in vào tiềm thức, làm nên cái nhìn có lẽ là dù sai lệch nhưng dám chắc là hài hước về xứ sở Bạch Dương vô cùng đa dạng về truyền thống và văn hóa. Chính vì vậy, lần đầu tiên khi nhìn thấy trailer của Atomic Heart cách đây 5 năm, mình đã ngay lập tức chú ý tới tựa game này. Bối cảnh Soviet như kết hợp tương lai giả tưởng với nền tảng đồ họa tuyệt vời, đối thủ là những con robot với vẻ ngoài dị hợm, lối chơi chiến đấu tốc độ cao điên cuồng có phần bất cần và tất nhiên là đi kèm với nền nhạc mắc cháy. Cái chất Nga ngố của Atomic Heart đã thể hiện nét căng ngay từ những ngày đầu như thế. Và sau 5 năm, sau hàng loạt lần tung ra các thể loại trailer và sau vài lần delay các kiểu, Atomic Heart chính thức phát nổ cùng lời đồn thổi về 6 tiếng cutscene cảnh người lớn giữa hai cô nàng robot nóng bỏng và nhân vật chính. Vậy thì cuối cùng, quả bom hạt nhân này có thực sự gây ra chấn động đủ lớn hay không? Hãy cùng mình đánh giá tựa game này qua video review ngày hôm nay nhé! Atomic Heart diễn ra ở một dòng thời gian giả tưởng, đưa ta trở lại năm 1955 trong một quá khứ không bao giờ tồn tại, khi Xô Viết trở thành siêu cường thế giới nhờ sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ. Trong đó đáng chú ý nhất là việc khám phá ra polymer, thiết bị được tạo ra trên cơ sở của sự kết hợp giữa thành phần của nước nặng cùng silicon, có khả năng truyền dẫn thông tin và mang tính điện hóa, mở ra triển vọng vượt trội trong công nghệ chế tạo robot, sở hữu các lò phản ứng nhiệt hạch lạnh nhỏ gọn. Phát kiến năm 1936 này kết hợp với sự kiện năm 1942 khi mà Đức Quốc xã trước khi thua cuộc tại Thế chiến thứ hai thả ra một loại virus dịch hạch nâu khiến hàng triệu người chết đã tạo ra nhu cầu không thể cao hơn đối với mặt hàng robot từ Xô Viết nhằm khắc phục tình trạng thiếu nhân lực. Được đà đi lên, nhà khoa học lừng lẫy đã tìm ra polymer Dmitry Sechenov, tiếp tục phát minh ra Collective 1.0, mạng lưới giúp liên kết mọi robot với nhau nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động. Chưa dừng lại, hệ thống kết nối thần kinh Thought cùng Collective 2.0 được giới thiệu, hứa hẹn liên kết trí óc nhân loại với nhau và với những cơ thể kim loại vốn vô tri ngoài kia, mở ra tiềm năng không thể tưởng tượng cho loài người. Tuy nhiên, trước khi tham vọng ấy trở thành hiện thực vào ngày 13 tháng 6 năm 1955, tất cả sụp đổ với sự nổi dậy không ngờ tới của những robot tưởng chừng hiền hòa, thảm họa ập tới và bao trùm toàn bộ cơ sở 3826 rộng lớn, cuốn mọi thứ vào hỗn loạn. Trong vai thiếu tá Sergei Nechayev, bí danh Agent P3, một cựu chiến binh từng tham chiến tại Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, người được cứu sống bởi giáo sư Sechenov, dù vẫn còn phải chịu nhiều ảnh hưởng sót lại về mặt thần kinh, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên nhân của cuộc nổi loạn đang biến mọi thứ tại 3826 trở thành địa ngục. Trên tay là người bạn AI mang tên Charles. Tất nhiên, với nickname thuận miệng hơn là Charles, P3 được giao nhiệm vụ tìm kiếm và bắt giữ Petrov, kỹ sư trưởng của dự án Collective 2.0, kẻ được cho là đã tác động tới Collective 1.0 để điều khiển quân đoàn robot theo ý mình. Phải nói rằng, dù là một tựa game đậm chất điên, ngông và có phần tưng tửng, song cốt truyện của Atomic Heart lại cực kỳ nghiêm túc và được đầu tư kỹ càng ngay từ khâu lên bối cảnh. Nhà phát triển Manfis đã dày công xây dựng các sự kiện xảy ra trước tới gần 20 năm so với thời điểm game diễn ra, cung cấp cho chúng ta hàng loạt hiểu biết bao quát thú vị về thế giới kết hợp giữa cả quá khứ và tương lai giả tưởng của Atomic Heart. Một điều mà mình đánh giá cao nữa ở cách tạo lập bối cảnh của Manfis là những gì họ đưa vào có một phần không nhỏ tới từ thực tế, từ các sự kiện lịch sử, mối quan hệ chính trị giữa các quốc gia lớn, những kiến thức khoa học, công nghệ robot. Sau đó mới lồng ghép chúng khéo léo với yếu tố phi thực, giúp cho câu chuyện của Atomic Heart trở nên thuyết phục hơn. Ví dụ như âm mưu của phản diện chính, một âm mưu về cơ bản đã quá cũ là muốn thống trị thế giới. Tuy nhiên trong tựa game này, phương thức để kẻ ác thực hiện được nó lại có phần tỉ mỉ và khả thi hơn khá các sản phẩm khác. Tuy nhiên, Atomic Heart không phải là không có vấn đề trong cách kể chuyện, mà lớn nhất có lẽ là những plot twist của game không ấn tượng. Chúng có thể gây bất ngờ, nhưng lại chưa hay và mang lại cảm giác thực sự đáng nhớ. Thay vào đó, người chơi sẽ cảm thấy trầm trồ trước những phân đoạn ngắn, ít ảnh hưởng tới diễn biến chính hơn. Nhưng không sao, số lượng các tựa game FPS có cốt truyện thực sự nổ não là thật sự không nhiều và những gì mà Atomic Heart làm được ở đây đã là rất đáng khen rồi. Điều quan trọng nhất trong trò chơi này chắc chắn là gameplay từ những dân chơi ngang ngố. Ngay từ những trailer đầu tiên, có lẽ nhiều người sẽ liên tưởng Atomic Heart với Bioshock khi mà hình ảnh nhân vật chính phá nát những đối thủ máy bằng vũ khí trên một tay và tay kia là sử dụng những siêu năng lực được phô diễn với phần nhìn ấn tượng.
và rõ ràng liên tưởng ấy là đúng. Atomic Heart chắc chắn học hỏi rất nhiều từ series huyền thoại của Irrational Game. Về bản thân mảng hành động bắn súng, Atomic Heart sở hữu kho đồ chơi đa dạng cả về cận chiến lẫn tầm xa, và người chơi có thể chế tạo khi sở hữu công thức và có đủ tài nguyên thu thập được bằng cách dùng thiết bị trên tay và hút như hút bụi khắp mọi nơi, khá là vui nhộn. Cảm giác sử dụng súng trong game thực sự là không quá tốt khi đạn găm vào kẻ địch có phần không phê. Điển hình như khẩu Kalas AK có lực bắn quá nhẹ khiến đạn bay lung tung. Có lẽ vũ khí hợp lý nhất trong trò chơi này với bản thân mình là khẩu shotgun KS-23 mà bạn có được từ rất sớm, với giá trị và cảm giác sử dụng ổn áp nhất. Sự thiếu sót trong vũ khí tầm xa của Atomic Heart may thay được bù lại bằng các loại vũ khí cận chiến đã tay hơn rất nhiều. Từng cú bổ được thiết kế đủ lực, với những màn xoay vòng vòng phá nát bét kẻ thù kim loại chắc chắn sẽ khiến bạn đôi khi quên mất mình có súng trong người. Điểm mới đây là Atomic Heart bổ sung vào hệ thống canister các bình nhỏ gồm 3 nguyên tố lửa, băng và điện mà ta có thể gắn vào vũ khí cả tầm gần và tầm xa, cho ra các đòn tấn công đi kèm nguyên tố. Về mặt năng lực đặc biệt, Atomic Heart có phần lép vế hơn so với thần tượng Bioshock của nó về số lượng, khi đơn giản bao gồm những khả năng như phóng điện, đóng băng, nhấc bổng kẻ thù hay tạo khiên. Một vài bổ sung như phóng ra chất lỏng polymeric để khuếch đại sát thương không thật sự cần thiết, khi mà chỉ cần bạn nâng cấp đúng cách các kỹ năng còn lại cũng khiến P3 vô cùng mạnh mẽ rồi. Nói về nâng cấp, thì bên cạnh các kỹ năng hay vũ khí, ta cũng có thể tăng cường các chỉ số cho nhân vật chính thông qua cô robot cuồng nhiệt quá đà Nora, giúp hành trình trong Atomic Heart dễ thở hơn, bởi phải nhấn mạnh, tựa game này không hề dễ một chút nào. Kẻ thù trong Atomic Heart theo mình đánh giá là đủ sự đa dạng, bao gồm nhiều loại từ các robot, những con quái vật sinh học vốn là xác người bị chiếm hữu bởi một loại ký sinh thực vật, và cả một vài chủng loại là sự kết hợp giữa hai loại trên. Cơ bản nhất là những cơ thể máy hình người với khả năng đấm đá đậm chất võ thuật, robot lưỡi cưa con trực chờ lao thẳng vào mặt bạn, ũ súng máy có khả năng cuộn tròn và lăn nhanh trên mặt đất đuổi theo người chơi, loại kẻ thù ARU-316 mà thực chất là robot làm nông nhưng thay vì cắt cỏ sẽ cắt cổ bạn, đối thủ đột biến có khả năng phun độc hoặc bay vòng vòng rồi nổ tung khi bị hạ gục. Phải khẳng định, phe ác trong Atomic Heart không bao giờ khiến mình cảm thấy nhàm chán, ngay từ thiết kế thú vị có phần kỳ dị của chúng. Số lượng đông đảo và khả năng nhờn với đạn của chúng cũng biến mỗi cuộc chạm trán trở nên vô cùng nghẹt thở đến điên cuồng. Đó là chưa kể ở những trường đoạn thế giới mở, việc giới thiệu lũ robot bay có khả năng tái tạo vô hạn cho những robot bị phá hủy càng khiến thượng sách của ta trở về một chữ chuồn, khi mà lựa chọn kết liễu lén lút sau lưng chúng hầu như rất ít đất dụng võ. Giờ thì hãy nói về những con trùm. Màn chạm trán của Hedgy chắc chắn là một trong những màn đấu boss đáng nhớ nhất của mình trong thời gian gần đây, khi mà sự ấn tượng pha lẫn khiếp sợ sẽ tràn ngập tâm trí ta khi nó mới xuất hiện và lăn ầm ầm trên không gian rộng lớn. Bên cạnh đó thì Dewdrop, con trùm phụ Pleus và tất nhiên là boss cuối bí ẩn mà mình xin phép giấu đi cũng là những cái tên khiến mình thích thú. Với moveset tấn công lẫn điểm yếu để người chơi phân tích, có thể là qua khả năng scan môi trường và kẻ địch được thiết kế hợp lý. Bên cạnh mảng hành động được làm ổn thỏa thì xin nhấn mạnh, Atomic Heart là một trò chơi chứa đựng rất nhiều yếu tố giải đố. Và một lần nữa với bản thân mình, những câu đố trong Atomic Heart ở mức độ tốt, khi chúng sở hữu cơ chế đơn giản, có thử thách nhưng không đến mức khó đến bất chấp. Những bài toán này có thể trải dài từ phá các ổ khóa nhỏ lẻ, điều khiển các mặt phẳng bằng từ trường để di chuyển, dẫn những khối cầu đi vào lò hơi, hoặc ở quy mô lớn hơn như xoay chuyển cả một hệ thống khổng lồ. Tất nhiên sẽ có ý kiến cho rằng tại sao một trò chơi FPS lại có quá nhiều màn giải đố như thế. Song mình thì đánh giá, nhờ việc kết hợp tốt chúng với bối cảnh mà Manfis đã xóa bỏ được sự nhàm chán đơn thuần, tạo ra khoảng nghỉ cần thiết xen giữa các màn chiến đấu toát mồ hôi, bên cạnh việc xem bộ phim hoạt hình tuổi thơ Hãy đợi đấy. Và cũng đừng quên những phân đoạn platform khi chúng ta trôi dạt trong chiều không gian limbo, cực kỳ sáng tạo, cực kỳ hài hước và cũng cực kỳ điên. Một phần quan trọng nữa của Atomic Heart khi nói về gameplay của nó là những trường đoạn thế giới mở. Ở đây thẳng thắn mà nói Manfis đã thực hiện chưa được tốt cho lắm, bởi mặc dù có diện tích rộng lớn, song chúng ta lại không có quá nhiều điều để làm, ngoại trừ các nhiệm vụ phụ là những khu vực testing ground. Xin dừng lại một chút, tin mình đi, hãy đi qua hết những khu vực này nếu bạn có chơi Atomic Heart, bởi chúng cực kỳ vui và mỗi lần gặp đồng chí Lut Yagin, nghe bản nhạc phát ra từ anh bạn này là một lần ta cảm thấy yên bình đến kỳ lạ. Ngoài ra, việc nhiệm vụ chính được hiển thị rõ ràng, bắt bạn di chuyển từ điểm này tới điểm kia cũng khiến cho việc khám phá thế giới mở bị hạn chế. Nó còn hạn chế hơn nữa khi mà như đã nói ở trên, kẻ thù là robot ở đây có khả năng tái tạo vô hạn, điều được nhà phát triển thêm vào có lẽ là nhằm che khuất đi sự trống trải của thế giới, song vô tình lại khiến việc dừng lại chiến đấu nhiều khi chỉ phí thời gian và đạn dược. Chạy và chạy, hoặc tiện hơn là lái ô tô, sẽ là những gì bạn thường xuyên bắt gặp bản thân đang làm trong thế giới rộng, đẹp, song có phần rỗng của Atomic Heart. Nhưng cũng may, yếu tố đẹp ở đây có nghĩa là cực kỳ đẹp. Atomic Heart thực tế được tạo ra bởi một đội ngũ không quá lớn, chỉ khoảng 30 người, thậm chí trong những ngày đầu, con số này chỉ là 4. Vậy nên đây từng được đánh giá là một dự án game indie trước khi nhận được nguồn lực đầu tư nghiêm túc hơn.
Nói điều đó để cho thấy rằng những gì mà Memphis đã làm được là rất đáng để khen ngợi. Để hiểu thêm về tầm nhìn kỳ lạ của các nhà làm game này, hãy cùng xem một vài đoạn concept video có đoạn cách đây tới hơn 10 năm về trò chơi. Giấc mơ của Memphis đã thực sự thành hình sau một thời gian dài ấp ủ, cũng như giấc mơ về một Xô Viết vinh quang rực rỡ, nhưng ẩn sau đó là những cơn ác mộng kinh hoàng tới tột cùng. Được định hướng thiết kế theo phong cách Atompunk, chủ yếu theo cách nhìn của nhân loại thời kỳ 1950-1960 về tương lai xa, Atomic Heart chứa đựng đầy đủ những đặc điểm cốt lõi nhất của lối thiết kế này, biểu tượng về thời đại hạt nhân, thời đại máy bay phản lực hay du hành không gian, như chi tiết về chế độ cộng sản, tân Xô Viết hay giai đoạn đầu chiến tranh lạnh. Lối thiết kế kiến trúc Gugi và phong cách thẩm mỹ Raygun Gothic tạo ra một cảnh tượng huy hoàng trong tưởng tượng. Song Atomic Heart không phải là câu chuyện về một viễn cảnh tươi sáng, mà tất cả chỉ làm nền cho những điều kinh khủng sắp tới mà thôi. Những gương mặt tươi cười, đám đông người dân hạnh phúc đón chào Collective 2.0, xen lẫn trong đó là những con robot thân thiện, đáp ứng mọi nhu cầu của con người trong không gian lễ hội được trang hoàng rực rỡ. Phân cảnh người chơi được du hành trên không trung, với đại cảnh bao trùm cả cơ sở 3826 phía bên dưới đỉnh của đỉnh. Sự kỳ vọng càng cao, thì khi tuyệt vọng ập đến, ảnh hưởng của nó càng đáng sợ. Phân đoạn mở đầu của Atomic Heart có lẽ thuộc hàng top trong các mở đầu xuất sắc nhất nhiều năm qua trong thế giới game, gợi nhắc hoàn hảo một lần nữa tới series Bioshock. Bỏ qua một số điểm trừ về mặt đồ họa, dễ thấy nhất là biểu cảm nhân vật khá tệ, tình trạng copy-paste khuôn mặt của các NPC diễn ra phổ biến, thì phần đồ họa của Atomic Heart là vô cùng tuyệt vời, trong đó có cả hai cô nàng robot, mà đến giờ thì chắc ai cũng biết tới rồi. Tuy nhiên, điểm trừ ở đây lại nằm ở mảng kỹ thuật, khi mà dù sở hữu mảng nhìn tân tiến, thì số lượng bug của Atomic Heart là vô cùng nhiều, từ lặt vặt như mắc kẹt vào vật thể, kẻ địch bị rơi vào góc lag, cho tới nghiêm trọng như crash game, phải save bị hỏng. Những lựa chọn đồ họa như điều chỉnh FOV, cơ chế cực kỳ quan trọng đối với một tựa game FPS hiện đại cũng đang còn thiếu ở thời điểm mình chơi game, cho thấy kinh nghiệm của Memphis vẫn còn hạn chế, cũng như số lượng nhân lực của họ. Về mặt âm thanh, với bàn tay của Mick Gordon, đứng sau những siêu phẩm như Wolfenstein, The New Order, Prey, Doom 2016 và hậu bản Doom Eternal, chẳng cần phải bàn về chất lượng của những bản nhạc trong Atomic Heart. Bên cạnh những nhạc phẩm original đầy adrenaline của bạn chạm nóc, thì phải dành thêm lời khen cho những bản nhạc giao hưởng hay những giai điệu đậm chất Nga được lồng ghép khéo léo mà mình cảm thấy vô cùng tiếc vì không thể cho chúng vào trong video này được do lý do bản quyền. Phần đoạn lần đầu tiên chạm trán với Lars Milton trên nền nhạc giao hưởng chắc chắn là đáng nhớ hàng đầu, không phải vì bản thân gameplay của nó mà bởi sự hòa quyện của từng nốt nhạc và các pha hành động khiến cho chất điên của chúng ta trở nên nghệ thuật hơn nhiều lần. Trái ngược với âm nhạc, âm thanh của Atomic Heart không thực sự tốt khi nhiều lần mình dễ dàng nhận ra sự sắp đặt quá khiên cưỡng của hiệu ứng âm thanh trên môi trường. Giọng lồng tiếng quá chuẩn mỹ của các nhân vật Liên Xô cũng là một điểm trừ tương đối, khiến mọi thứ có phần thiếu ăn khớp. Atomic Heart, một sản phẩm nhận được sự chú ý cả tích cực và tiêu cực từ khi được công bố cho tới tận sau khi nó ra mắt, đã vượt qua hàng loạt con mắt săm soi có phần vô lý tới từ những vấn đề nằm ngoài game để hoàn thành những gì mà nó hứa hẹn. Một trò chơi mà khi nhìn vào trailer của nó, nhiều người đã lo ngại, thậm chí là không tin tưởng vào thứ mà bản thân đang thấy. Atomic Heart đã đập tan được những hoài nghi, mang tới phần nhìn tuyệt vời, phần nghe máu lửa, chất ngông, điên đến kỳ quặc được bổ sung tràn ngập mọi ngóc ngách, và phần chơi dù chưa hoàn hảo, song đủ sức lôi cuốn người chơi đi hết câu chuyện với bối cảnh được xây dựng tâm huyết của nó. Dù có đó những vấn đề cố hữu của một tựa game từ đội ngũ chưa nhiều kinh nghiệm, nhưng về cơ bản chúng đều có thể được giải quyết, sau một vài bản patch vá lỗi chắc chắn sẽ phải được tung ra trong thời gian tới. Một tựa game dù chưa đạt đến mức độ nguyên tử, song trái tim, tham vọng mà nhà làm game đổ vào nó là không thể phủ nhận.